lái theo khéo có định sụp đánh bây giờ. Rồi được rồi. Rồi. Rồi con bà tên là gì? Dạ, con là Nguyễn Thị ở Nghệ An, 75 tuổi. Bà Nguyễn Thị Nghệ An. Nguyễn Thị Chín. À, Nguyễn Thị Chín, bà Nguyễn Thị Chín, bà 75 tuổi. Bà có đạo không? Không ạ. Bà bị bệnh gì? Dạ, con nhiều bệnh. Con nói ra thì nhiều bệnh đâu ạ. Mà 26 năm trời con ngồi một lầu. Đặc biệt là năm 2013 này xin không đi được một cơm, không có ăn được. Cháu luôn. Thì là phải có hướng là cho cái đài, lòng hướng cho của chùa. Rồi là con hàng ngày là con nằm đọc con nghe. Rồi là con lại là phải nói cả con này là xấu đó con. Con lại là phải mẹ sẽ đi vào lòng hướng cho của chùa để cho chị anh cho mày. Nhưng mà thưa cha là phải xấu được không bà? Tốt nữa cái giá trị. Là hai đứa người đi cùng không được giá trị lắm. Hai đứa gì? Một đứa con trai đâu, một đứa con gái út. Đó là con lại là phải như có con là bị chọn. Rồi bà bị bìa bà đã, bà là cảm nhận được lòng thương Chúa như thế nào, Chúa chứa cho bà như thế nào, nói to cho mọi người nghe. Cảm nhận là vừa nghe cái đai lòng thương chọc của chúa và lòng cày nó đau đó. Mà chưa đi lại được nó đau lòng. Rồi là phải bà vô ung thư, gọi là ung thư cuộc trứng. Rồi là phải đi thoại hóa cuộc sống. Còn gọi là vì nó u nắng cuộc trứng. Con cả này nó mới đi bày. Con đi về với chỉ có cho chạy thôi. Nhưng mà quả là chị Hương cái chỗ đi đai lòng thương chọc của chúa thì ngay đây nó vẫn nằm con lẻ, con cũng rơi ra. Rồi vừa nãy là con vào đây là làm chân đứng chỗ và con xin cha là phải cha là cảm hóa cho con là anh em mẹ con đoàn kết, họ ăn đoàn kết. À, thưa anh chị em, bà ấy bị u nang buồng trứng rồi thì bị gì nữa, thoái hóa cuộc sống rồi hoại tử, viêm khớp, là chỉ có nằm thôi chứ không có làm gì được hết suốt 20 mấy năm. Bây giờ bà đã có thể ngồi trên chiếc xe lăn này được, bây giờ bà đã có thể nói được. Mà cái điều mà đẹp nhất đó là gì, khi mà cái cô Hương này gửi tặng cho bà cái máy 500 bài giảng thì bà ôm cái máy đó, bà nghe suốt ngày suốt đêm, rồi bà ấy cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Bây giờ mặc dù còn hai người con chưa có thuận, nhưng mà bà về đến đây không phải là cầu xin cho bà được khỏi bệnh, mà cầu cho những đứa con của bà biết nhận ra lòng thương xót của Chúa. Hay là chỗ đó, đẹp là chỗ đó. Bà thấy được rằng là cái giá trị không phải là việc chỉ là chữa lành bệnh tật thân xác, nhưng mà điều quan trọng là bệnh tâm hồn, để nhận ra lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của bà. Mà bà muốn rằng không phải chỉ bà, mà những đứa con của bà bây giờ nó chi tiết đến lòng thương xót Chúa, thì bà cũng mong muốn rằng những đứa con ấy được nhận biết lòng thương xót của Chúa. Đây, cái máy bà còn nghe được không? Nghe được ạ. Bây giờ gửi tặng cái máy này là cho đứa con của bà. Đây, cái này là bây giờ tôi gửi cái này là cho đứa con của bà, cái đứa mà nó nhất định nó chưa chi quất nhá. Và về bảo là Chúa gửi cho mày, mày chịu mày nghe đi. Và đây là nó nghe, nó sống nghe xong nó chưa tin, bảo vào đây mày nhìn đi, đây là đĩa hình, mở ra cho máy quay, đĩa này để coi chứ không phải đĩa này để đồ ăn nướng nhá. Và ngươi bảo cho con cái đĩa về con đựng đồ ăn chết. Đây là cái đĩa là DVD và cho vào máy mở lên hình coi những chứng nhân làm thương xót Chúa nha. Rồi đây, đây là cái quạt nóng quá, quạt cho bà mấy cái. Đây là cái quạt lòng thương xót mà kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima tặng cho bà nha. Xin Chúa Đức Mẹ phù hộ cho bà nha. Có một nồi chả là phải đi rồi đấy, con vào để đi kịp thì lại làm rửa cầu cho con. Và là phải đi muốn cảm và ái linh hồn của con tháng thứ tư.
là trường đấy là cũng đi đào, nhưng mà nó bỏ đào 20 năm thôi. Là lớp 7 của trường đấy con ra đi là con giấu con lại là mẹ đi trước cái đàn lè đó con đi. Chứ mà vô mẹ đi trước nhưng mà sợ là con đi. Để trở lại đi hôn đi chùa. Thì bà vui để bà cầu nguyện cho đứa con của bà có đạo mà nó phải không? Phải không? Tổ cho bà. Bà xin cha là bà vào đây, bà xin cha được tổ cho bà. Rồi đứa con của bà thì 20 năm nó chưa nhận biết Chúa, để xin Chúa chúc lành cho đứa con của bà để nó được ơn cảm hóa. Và bà ấy bảo bà nó muốn rửa tội, mà vì mặc dù chưa được rửa tội, bà là con Chúa chưa? Đó là con Chúa chưa? Rồi bà an tâm, bà chưa được rửa tội bằng nước thôi, nhưng mà bà đã được tội bằng lửa, tức là bằng lòng mến, lòng khao khát. Bây giờ mà bà có chết thì bà là con của Chúa rồi, có sợ chết đâu? Dạ, có hủ biệt đó. Câu trả lời khôn ngoan. Nếu mà nói không thì sợ dối lòng. Mà nó có thì kỳ quá, mình mới bỏ theo Chúa bỏ sợ chết. Cho nên bảo con không biết. Mà ai chúng ta cũng trả lời như thế. Rồi, mời anh em đưa bà xuống thì Chúa chúc lành cho bà. Rồi con. Ở bên này nữa cha, cho một người ung thư nằm ở bên này cũng là vào lần chính. Tại vì anh là ung thư dạ dày, nhưng mà nay anh cũng đỡ, anh khỏi thì anh muốn làm chứng cho Chúa. Anh nào đâu, xin mời người anh em. Rồi con, cho mọi người biết con tên là gì? Là cha con là Giuse.